Chào bạn, mình là Thảo. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì so welcome. Còn nếu đây là lần quay lại của bạn thì mình cảm ơn bạn đã ở đây nha. Hôm nay mình muốn mời bạn đi cắm trại chung với mình. Tại vì bây giờ cũng cuối mùa hè rồi, xem mùa thu mùa đông là không còn nhiều cơ hội để đi ngủ lang bạt nữa. Cho nên là hôm nay mình phải tận dụng thôi. Now let's go. Mình nhớ lúc ở Việt Nam thì mình đâu có cơ hội để được đi camping nhiều đâu. Mình đi được 4 lần. Lần đầu tiên á, là mình cắm trại ở Đà Lạt. Mình nghĩ cái lần đó là giúp mình nhận ra mình thích camping tới cỡ nào á. Được đó là 4 người chui vô ngủ chung một cái lều. Tại vì giống như một chuyến đột xuất thôi, đâu có chuẩn bị gì nhiều đâu. Mình còn đi ké người ta nữa. Nhưng mà ngủ dậy thấy sương rớt xuống rồi giữa rừng thông ở trên Đà Lạt rất là thích luôn. Lần thứ hai là mình cắm trại ở biển Phan Thiết. Được đó gió thổi muốn đăng xuất luôn á. Nhưng mà cũng rất là vui. Lần thứ ba thì mình đi trekking ở Quảng Bình á. Cái tour hang Sơn Đòn, hang Tiên, đi mấy cái hang á thì công ty họ đã chuẩn bị đồ hết cho mình rồi. Nhưng mà cũng rất là thú vị. Lần thứ tư thì là ở Hồ Trị An, Đồng Nai. Được đó là Hồ Trị An bắt đầu nổi tiếng ở cắm trại đó. Thì mình cũng book một cái chương trình, có mấy bạn ở Sài Gòn họ chở mình tới Hồ Trị An luôn, rồi họ chuẩn bị đồ đạc cho mình hết luôn. Còn bây giờ thì mình phải tự làm hết, nhưng mà mình thích như vậy hơn. Mình tự sắm đồ camping riêng cho mình tự mua gear, mình tự chuẩn bị hết. Và mình enjoy cái việc đó nhiều hơn. Chucky Eiffel Tower shines from anywhere out in the world. When I'm not with you, all these shiny things don't
cây đẩy vô. Trời ơi, tôi đã bị dính với cái quạt này rồi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên thường sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn, đặc biệt là với những người bị anxiety and depression á. Bởi vì mình thấy bây giờ các resort người ta hay làm kiểu thiên hướng luôn là mộc mạc và gần gũi với thiên nhiên á, để cho khi mà mình đi nghỉ dưỡng hay gì đó thì mình sẽ được recharge tốt hơn. Khi đi cắm trại mình đâu có xài phone hay là đâu có lên social media nhiều đâu, tại vì không có sóng với không có pin nữa, cho nên là mình sẽ dễ tập trung vào bản thân mình hơn, dễ meditation hơn, và ít nhiều cũng giúp mình quên đi cái cuộc sống bận rộn của mình trong một phút chốc, đúng không? Sớm để ngắm sunrise nhưng mà trời rất là cloudy, không có sunrise. Cause every